Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện nghị quyết 43 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, chiều nay ngày 7 tháng 3, đoàn công tác số 2 do chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó trưởng đoàn giám sát dẫn đầu đã đến khảo sát dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nốc, thành phố Cần Thơ. Cùng đi có ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Đây là dự án nằm trong chính sách đầu tư phát triển thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43. Dự án nhằm phòng chống sạt lở ổn định bờ sông Trà Nóc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của dân cư toàn tuyến cơ sở hạ tầng trong khu vực với chiều dài 1,9 km, dự án có tổng mức đầu tư hơn 272 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tại thời điểm khảo sát, đoạn cầu Sẻo Mây, cầu Rạch Chùa, dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An đạt tiến độ 50%. Dù thi công công trình tránh mùa mưa, nhưng dự kiến dự án dược tiến độ so với kế hoạch. Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư dự án hiện chưa phát sinh dướng mắt tại dự án này.